Rồi, thế thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái thao tác tạo một cái dự án đơn giản, web service, một application web service. Thì đầu tiên vô là tôi đóng cái phần này lại ha, tôi tạo mới hoàn toàn luôn để cho các bạn thấy ha. Đây, chúng ta new project. À, thì mỗi lần tạo như vậy á, thì tôi sẽ cho các bạn thấy cái đường đi nước bước của nó luôn. À, chúng ta chọn WCF, rồi WCF Service Application. Thì chỗ này bây giờ tôi tạo trước một cái tôi tạo cái project. À, thì trong cái project này chúng ta chọn WCF và chúng ta chọn là WCF Service Application. Đương nhiên đường dẫn chỗ này tôi sẽ lưu là ODD. À, thì cái bài này tôi sẽ đặt tên là người ta kêu mình đặt gì thì mình đặt cho giống, cho tôi đặt giống đi nha, để cho các bạn về nhà các bạn coi cho nó dễ. Đặt tên là dịch vụ đi nha, tôi đặt cho giống như cái phần slide luôn. À, chứ thực ra tôi có cái bài demo riêng của tôi. À, rồi dịch vụ. À, tôi sẽ đặt tại đây, ok ha. Rồi thì các bạn mới thấy là gì, là khi mà chúng ta vừa tạo xong á, chúng ta quan sát ha cái service của chúng ta, thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ có hai cái tập tin. Là y service 1 và service 1. Thì chúng ta thử mở cái web config ra chúng ta xem. Thì mặc định cái web config của mình đó các bạn, nó gắn cho chúng ta thêm một cái này nữa là cái một cái nốt. Mà cái nốt này nó có tên là system.service model. Thì cái nốt này nó chỉ xảy ra khi chúng ta tạo cái project là web service này thôi, cái service application này thôi. Chứ nếu các bạn tạo một cái ứng dụng Windows Form như bữa nay các bạn đâu có thấy nó. Hình dung không? À, bởi vì nó bổ sung cho chúng ta đây để chúng ta biết được là gì, đây là những cái hành vi, là cái hành động nè, mà nãy mình nghe cái phần lý thuyết đó, nó hỗ trợ mình. Được chưa? Và cái phần thứ hai nữa là cái phần là binding. Đó. Ở chỗ này. Thì cho nên là nằm hết khúc này. Hình dung không? Nó nằm trong cái phần này nè các bạn. À, rồi. Chúng ta đóng lại không? Giờ chúng ta quan sát hai cái tập tin này. Tập tin thứ nhất là cái tập tin mà nó hỗ trợ cho chúng ta cái thành phần gì? Xin lỗi. Nó sẽ tạo cái thành phần gì trong cái kiến trúc của chúng ta, là cái phần gì? Service contract, phần contract. Được chưa? Thì cái chỗ này là cái chỗ mà nó sẽ làm chuyện gì? Nó sẽ đi định nghĩa cái dịch vụ. À, thì trong phần định nghĩa đó nó sẽ có những cái hành động. Nó định nghĩa những cái hành động. Hình dung được tới đây chưa? Và ở đây nó định nghĩa cho mình một cái kiểu dữ liệu, nó đặt tên là composite type. Nó ví dụ mà, nó là cái mẫu, nó là cái bài mẫu cho mình mà. Thấy không? Rồi có hai thuộc tính là bool value và string value. Thấy chưa? Thì tương ứng như vậy thì các bạn biết rồi là không bao giờ mà người ta chỉ xây dựng cái interface một mình hết, mà luôn luôn là tiếp theo nó là tới xây dựng tới cái gì? Mình học bài hướng đối tượng rồi, là gì? Là một cái class để làm cái gì? Nó implement cái giao tiếp này, lúc đó nó sẽ cài đặt gì? Nó sẽ cài đặt những cái phương thức được định nghĩa này. Nó được ràng buộc theo. Như vậy thì đây là cái nó cài đặt cái lớp này đây. Các bạn thấy không? Nó cài đặt là cái phần cái lớp này nè đó. À nó nè. Và nó implement cái giao tiếp là y service 1. Và song song nó phải cài đặt phương thức gì? Get data và gì? Và get data using data contract. Đây bên đây nè. Đó, nó có hai phương thức thì nó phải cài đủ. Thấy chưa? Thì bây giờ chúng ta làm một cái bài đơn giản, theo hướng dẫn đơn giản thôi. Là các bạn nhớ giùm tôi là các bạn phải xóa nha, chứ không được quyền sửa nha. Sửa là nó còn lưu vết. Chúng ta cứ xóa để chúng ta tạo mới cái của chúng ta. Hình dung không? Thì khi bây giờ chúng ta tạo mới, mình đặt nó đặt cái tên, người ta hướng dẫn mình đặt cái tên gì đây, mình làm quen từ từ ha. Xóa hai cái file này hết nè, thấy chưa? Rồi. Rồi, sau đó là chúng ta sẽ tạo một cái service của riêng mình, là mình chọn WCF service. Đặt tên là chào service. Được chưa? Rồi mình đứng đây nè, không? Add new item. Rồi chúng ta chọn
web. Đây, WCF service. Và chúng ta đặt tên là chào service. Ok, à, add vô. Đó. Thì đây các bạn thấy nó vẫn ra hai tập tin cho mình không? Tại vì trên chiếu theo nguyên tắc hồi nãy là mình bắt buộc mình phải tạo những cái gì, những cái service contract rồi. Đúng không các bạn? À, mình phải định nghĩa chứ, trong một cái contract là phải có cái gì. À, và đương nhiên là nói về mặt kỹ thuật thì không ai tạo giao tiếp để không hết. Phải không? Rồi, thế thì bây giờ trong cái bài này mình mới chiếu theo cái cách hướng dẫn, à, tôi làm theo hướng dẫn để cho các bạn thấy rằng là gì? Bài cơ bản thôi. À, bây giờ trong cái tập tin này mình sửa lại, mình sẽ xây dựng phương thức gì? Phương thức chào. Thì cái phương thức này ở cái bước này người ta gọi là gì? Là định nghĩa các contract. Được chưa? Các contract. Vậy thì ở đây tôi sẽ xây dựng phương thức chào. Mà phương thức chào này trả về gì? String và chào. Có. Rồi, chào cái gì thì chúng ta cho vô này là chào ai, mình truyền vô đây họ. Họ tên. Rồi, xong. À, định nghĩa, bước này người ta gọi là định nghĩa contract, được chưa? Rồi. Xem lại. Bây giờ chúng ta qua tới bên kia, chúng ta làm cái gì? Chúng ta đi xây dựng cái gì? Chúng ta đi cài đặt cái gì? Cái code cho cái phương thức chào này. À, vậy chúng ta qua tới lớp bên đây. Đúng không? Bây giờ chúng ta phải sửa lại chỗ này. À, và sẵn đây tôi nhắc lại luôn cái kiến thức cũ nha. Đây cái kiến thức cũ của mình nè. Các bạn còn nhớ không? Đối với giao tiếp thì chỗ này mình được phép để những cái từ khóa gì? Để cái gì? Không được quyền để cái gì hết. Bởi vì ngầm định của nó là public abstract. Không? Còn nhớ chưa? À. Không? Rồi bây giờ mình qua tới cái tập bên đây mình chỉ gì? Mình chỉ trả về cái gì? Chữ return là chào bạn tên gì thôi. Thì bước này người ta gọi là gì? Implement service interface, mình đang implement nó nè. Thấy không? Đó, đây chỗ này. Thì chỗ qua tới cái bước này thì các bạn thấy chỗ này nè, implement nè. Thấy không? Public. Được chưa? Bây giờ chúng ta return. Return là chào. Chào bạn gì đó. À, chào bạn gì đó. Cổng gì? Họ tên. Rồi. Ok chưa? Xong rồi ha, sao lại. Như vậy chúng ta đã vừa tạo xong một cái gì? Một cái service đơn giản nhất, chưa đụng gì tới cơ sở dữ liệu hết. Nha, mình làm quen mà, được không? Rồi, bây giờ chạy thử coi nó chạy được hay không. Bây giờ kiểm thử chứ. Tới cái bước là gì? Kiểm thử dịch vụ vừa cài đặt. Được chưa? Thì kiểm thử bằng cách nào? Bởi vì tôi đã nói với các bạn rồi, service nó giống như một ứng dụng nhưng nó không có phần giao tiếp. Nó không có cái phần giao diện, nó xin lỗi nó không có phần giao diện. Vậy giờ mình chạy bằng cách nào? Đúng không? Mình đang kiểm nè. Phải không? Thì đương nhiên bạn nói bây giờ mình xây dựng ứng dụng đi cô để mình móc qua mình chạy gì mất. Đây đừng nói là mình muốn kiểm liền tại thời điểm này. À, thì bằng cách là các bạn chọn ngay cái tập tin này nè. Được chưa? Các bạn nhấn F5. Thì các bạn ngó giùm tôi ở dưới bên đây dưới này không có gì hết này nha. Không, rồi nhấn F5. Rồi, thì lúc này nè các bạn thấy là nó nó lên một cái công cụ nó gọi là WCF Test Client để nó dành cho mình test cái service mình ở client. À, mình chạy mà. Thế thì bây giờ khi mà nó chạy như vậy á, thì nó cấp cho mình một cái địa chỉ động. Nhớ ha các bạn ha. Thì ở đây nè, nó có một cái, nó tạo một cái server riêng cho mình là IIS Express. Đó. Chắc chắn khi chạy những cái service này là bắt buộc là phải có cái dịch vụ, cái server bên dưới rồi, cái server hỗ trợ bên dưới rồi. Thế thì ở đây các bạn thấy nó sẽ hiện ra cho mình cái phương thức mà mình mới chạy hồi nãy nè. Và kèm theo là cái địa chỉ nè. Cái địa chỉ này là address nè các bạn. Nha, nó nằm đây là address nè ha. Rồi bây giờ như vậy chúng ta muốn test nó bằng cách là chúng ta lít vào cái hành động của mình. Và chúng ta gõ cái tên mình vô đây. Ví dụ tên là Phạm Ngọc
Thiên Thành đó, tên đẹp đẹp chút. Rồi chúng ta click vào nút invoke để chúng ta thi hành. Tại vì đây nếu mà nó có tham số là nó sẽ đưa vô đây hết. Rồi ok. Thì nó ra nè. Như vậy thì dịch cái service mình định nghĩa những cái hành động này là chạy được không? Được. Còn nếu không được nó sẽ báo lỗi các bạn. Nó báo lỗi, nó dâng ra cái lỗi liền tức thì luôn. À, được chưa? Đây là XML nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là cái dạng này. Đó, là khi mà mình invoke đó đó là mình đang gửi cái yêu cầu. Thì cái ở yêu cầu này các bạn thấy nó chạy với cái dạng này chưa? Nó có header, nó có cái thân của nó nè, nó có cái body với cái này nè, đó. Đó. Nó có phần header nè, nó có phần body nè, đó. Nó đi dưới cái dạng này. Các bạn thấy rõ ràng là XML không? Rồi khi mà nó hồi đáp cho mình là cũng là dưới dạng XML luôn nè. Thấy chưa? Thì chúng ta coi bên đây cái định dạng bên đây. Ví dụ như bây giờ tôi định dạng thêm một cái nữa. À, ví dụ thôi. Tôi ví dụ bây giờ, xin lỗi, tôi ví dụ bây giờ tôi định nghĩa thêm một cái phương thức nữa. Thì chắc chắn rằng là gì? Tôi vẫn phải khai báo cái thuộc tính là gì? Operation. Operation contract. À, bắt buộc mà các bạn. À, bây giờ tôi định nghĩa thêm một cái nữa là gì? Chào buổi sáng đi, ví dụ vậy. À. Đó. Chào buổi sáng. Rồi cũng có chuỗi họ tên. Rồi. Như vậy thì lúc đó ở bên đây tôi sẽ có thêm một phương thức nữa là chào buổi sáng. Rồi. Chỗ này. À, mình làm câu tiếng Anh đi ha. Đó. Ê, lộn. Thấy không? Rồi ha. Rồi xong rồi mình cộng thêm cái nữa là cái dấu này nữa. Cái dấu chấm than nữa đó. Rồi bây giờ mình đứng yên mình chạy tiếp nha. Rồi, các bạn thấy nó tắt luôn, nó tắt luôn cái server nó cấp cho mình nè. Rồi mình đứng đây mình cũng nhấn F5 nè. Không, bây giờ nó có thêm cái chào buổi sáng nữa. Đó, mình muốn thực hiện cái nào thì mình cứ chạy cái đó. Thì thực chất ra các bạn thấy rõ ràng là như tôi trình bày các bạn phần đầu nãy là gì? Là cái service này chẳng qua là chúng ta xây dựng những cái chức năng để chúng ta cấp cho người dùng client. Đó. Rồi, thế thì bây giờ ở đây tôi đặt tên là gì? Tùng tên là gì? Quỳnh Thanh Tùng. Nhân vật đặc biệt của lớp. À. Không, good morning Quỳnh Thanh Tùng. Phải không? Các bạn thấy ha? Thì đó là cái thao tác mà chúng ta tạo một service. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi dừng lại tại đây ha, tôi dừng cái phim này lại. Thì nó cũng 10 10 10